hoa hồng vừa hôm nay nở to ra rồi nè ông bà cô chú. Ngày nào cũng cập nhật bông hồng cho ông bà cô chú xem chứ. Trời ngoài đang mưa ông bà cô chú ơi. Mưa đó. Hổng gài thì mưa hoài à. Mưa rồi tạnh. Kiểu vậy đó. Ngày hôm qua tính hái mùng tơi đang nấu mì cho anh Hồng Bá, mà anh Hồng Bá nói thôi không kịp, anh phải chạy vô công ty liền để thôi, không có hàng chở, cho nên là Quyền không có nấu luôn, Quyền đưa dây đi học luôn. Bây giờ Quyền sẽ thu hoạch nha, dây nghỉ học rồi cho nên là bây giờ cho dây thu hoạch nha. Dây ơi, lại đây nè con. Chào bà cô chú, xin chào các bạn. Giỏi quá. Giao rau lại rồi. Giang à, thôi đi xuống mở cửa cho chú vô cho chú mở cửa cho chú. Trời mưa cả nhà mà người ta giao rau này tội nghiệp không. Ngày xưa Quyền cũng vậy nữa đó. Giao rau mưa gió gì cũng phải giao hết trơn á. Rồi chi chi qua men kệ su su khai mệnh mà ra hồ chơi. Mi khai mệnh của xin cắt dễ vậy không? Cắt ngắn ngắn, cắt cái lá thôi. Cắt cái lá. Chưa xịn đâu. Đúng rồi. Cắt cái lá thôi. Dê chưa chèn chưa xịn đâu. Vậy dịnh cửa giùm chú. Câu là không che à, cô lại à, tuế rồi che dần đúng rồi, cắt đi à. À, ở đây nè nè đúng rồi, cắt lá được rồi con, cái cọng nó chừa lại đi nè, tại vì nó ra bông rồi. Đây sửa xin cái dài ra chút. Rồi, bên đây. Cắt cái đọt luôn, cắt bên đây cắt đọt luôn. Bởi vì cũng được đi. Nè, cắt lá cũng được đi. Cái đọt nó non thì cắt được, còn cái cọng nó hơi già không mất cần cắt. Là. Chế bi. Xong như dễ rồi. Thay xèo rồi. Bộ manh chèn nó cái ta ta rồi. Giang cắt lá bự được rồi, lá nhỏ không cần cắt. Dạ khơi. Thích lắm cả nhà ơi. Ủa vô, hai xẻo là bộ mình chèn nó cái ta rồi. Nãy chứ xẻo xin tiêu rồi. Cái gì sẽ ta ra. Nãy cái sẽ ta rồi chèn. Trời, cái lá có chút ép hả. Thôi. Chút cái gì sẽ khơi. Bộ đồ bà ngoại mua cho nè, hồi đó bà ngoại mua cho 6 bộ đồ Việt Nam đó. Giờ tới mùa hè mặc được. Tới mùa hè mặc nó mát mẻ. Cho cái gì sẽ phai giả lại. Sao hay vậy? Sao cầm tay trái hay vậy? Tay trái tay phải thì tay nào cũng cầm được chứ. Hay quá ta. Giỏi quá. Tự hào ha. Tao khởi gì chèn. Tá này khởi gì chèn. Đúng rồi. Chèn nè, chắc là ta nè. Chèn nó đi á. Chèn nó đi á. Đúng rồi. Chèn nó cứ thay xèo mà. Thay xèo là bây giờ chèn thay ra. Thay kệ thay chèn ta. Nè, chơi đi. Cứ thay là yến sư khởi. Chị nói cái nào bự thì cắt. Cái này. Cái này cũng bự rồi. Cái này cũng bự rồi. Hậu tá vô. Cái cọng này nó bự nè. Rồi. Đây nè. Dây nó bự quá.
bự quá, mắc cười ổng không. Ê, xung quay chi chậm mà chờ lờ. Thay dao chi bỉa đi phan xung à. Thay dao chi bỉa rồi nói gì xung à. À đúng rồi, cầm cái ghế ra bạn thôi. Nó mà gì mà. Rồi rồi, cắt đi, cắt tiếp đi, cắt tiếp đi. Bên đây cũng còn nữa nè. Chứ có gì xung mày quên rồi. Ờ, còn còn một lá nữa. Còn lá đây nè. Cơ mẹ phụ. Dây nào. Hậu đó. Đây nè. Đó dây nó còn nè mẹ. Đó. Thôi được rồi. Được rồi. Để mẹ đẩy qua. Đưa kéo đây. Còn nữa nè. Không tới. Ở chậu bên đây Quyền mới dời qua. Đó. Cho Duyên cắt luôn. Thì cho nó ra lá mới. Hầu túa là. Hầu túa là hả? Cắt hai tay luôn hả? Nắng lên nữa, tạnh mưa rồi đó. Nhưng mà trời đen thù lùi giờ một chút. Một tay dịnh, một tay cắt con. Sao mi hay rồi. Ừ, thấy không? Nè. Lá nào bự thì cắt đi. Nó cắt là bự. Lá chứ sư sầm à. Su ye. Su ye, nó không phải gao, cái này là lá. Ôi, cắt luôn đó, gặp luôn rồi. Nè, lá bự rồi. Hầu to. Ừ, hầu to, chèn nó. Ai dù. Thì trùng à. Chèn nó, chèn đó. Nè, chết đi nè. Chứ gì vậy, ta sợ. Kéo qua nó bị quẹo bên bên nè. À. Nè, hãy dù. Chén cho chèn đấy. Hả dù á. Chứ mà ta là về chứ. Chơi bên nhẹ ta nè. Ừ, ta chào hóa. Chơi đi bà. Chiên ba quả trứng với một mì có rau nè. Rau chất lượng, rau nhà chồng. Rồi anh thằng bác ảnh cũng thức rồi cho nên là bây giờ bắt đầu ăn luôn. Ngày hôm qua anh đi dọn cái khu mua sắm không bà cô chú, cái ảnh quay cho Quyền coi có cái kiến bự lắm, người ta bán quần áo á, cái người ta dọn đi á, rồi có cái kiến bự lắm, cái Quyền kêu xin đi, xin cho Quyền đi chó. Hồi tái giờ. Cái kiến bự chà bá luôn không bà cô chú. Cái kiến mà để vô mà mình thay đồ ra nặng xem á. Trời ơi bự thiệt luôn. Rồi, cái kiến bự chà bá luôn. Mình mới hút đồ vô mà cô chú, ảnh đi rồi. Anh lái xe tải đi rồi. Tại vì xe ảnh lái xe tải đi đó. Tại vì anh lái hàng về công ty á, cho nên là anh đi gấp. Trời ơi, quá trời luôn rồi. Cái kính bự quá trời bự luôn. Cao lắm luôn á bà cô chú. Ê, toàn đồ xinh đồ xỏ không, ở phòng của Quyền toàn là đồ xinh đồ xỏ không bà cô chú ơi. Cười thiệt chứ. Ăn cơm xong cái dẫn đi mua kem xong rồi dẫn ra ngoài cái ngoài cái quảng trường chơi nè cả nhà. Cái đèn hơi ấy quá. Anh Hồng Bá anh đi làm về cái điện thoại anh bị gấp bể rồi cả nhà. Bây giờ vô mua điện thoại khác nè. Mua hiệu Huawei. Wow. Cái điện thoại này tới 5,000+ mắc rồi. Có tặng thêm cái vỏ nữa. Cái gì nó là 12 ultra.
那个是手机的。TV 了。TV mấy chục triệu. Một quán hai. Một quán hai là như ta. Giá tiền bây giờ là 35. 35 cộng với 7 là 42 à. 42 triệu cái TV nè. Mấy chục inch đó. Astaro Huawei 4K 120 4GB 64 86 inch. Cái này 86 inch là 42 triệu. Làm gì nè, không em đấy. Tôi sẵn sàng đi đi. Chào đi đi à? Mình sẵn giao đi đi à? Mẹ mẹ xin mà. Tôi sẵn đi đi, mẹ mẹ sẽ chẳng đi. Mấy dù à? Thà mình tôi xíu anh nhỉ, tôi ai nhỉ? Nó xíu anh mẹ mẹ đi đi. Nó xíu anh đi đi. Hãy xíu đi đi à? Cái chị nhân viên chị nói cả nhà, nói cái này 55 inch có 2.000 mấy à, cho 3.000 đi là 10 triệu. 55 inch 10 triệu, ghé không cả nhà? Hiệu Huawei. Bự lắm luôn á. Đây, cái điện thoại của anh thằng bá này cả nhà. Anh giao hàng, lúc mà giao hàng đổ mồ hôi, cái anh cầm điện thoại trơn quá, cái nó rớt xuống bể luôn á, bể sức màn hình vậy nè, bắt buộc phải mua điện thoại mới rồi, nếu mà không có điện thoại mới thì đâu có làm được đâu. Cái điện thoại này anh cũng mua điện thoại cũ á, qua tay một qua một tay rồi, thành ra là nó cũng không có ấy nữa, nó cũng bị lắc á. Tính là qua tháng sau có tiền nó mới mua điện thoại mới, mà chưa gì trơn ha, là bẻ rồi, phải mua điện thoại mới. Bây giờ ý trời. Ông bà cô chú anh chị ngủ ngon. Ngon bà. Dạ các bà. Ngủ ngon. Nó lớn rồi. Dạ bà cô chú anh chị và các bà ngủ ngon. Đừng nó dở quá. Anh Hồng Bá thì anh chạy vô công ty rồi cả nhà ơi, anh chưa một hồi anh mới về. Thì video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền nha. Ông bà cô chú anh chị và các bạn có yêu thương kênh của Quyền á, thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của Quyền. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Bây giờ tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào video sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.